Gấp nhận 12 token Sikoba. Sikoba token khoảng 5 đô các bạn. Đầu tiên các bạn join vào clip phần link mô tả, mình chọn một quốc gia, chọn quốc gia tiếng Anh các bạn. Rồi các bạn join hai kênh Telegram và follow Facebook và follow Twitter và follow Medium các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit. Rồi đầu tiên các bạn gỡ lại. Các bạn gửi là địa chỉ khai báo của mình nha các bạn. Rồi username Telegram, đường link Facebook nè, đường link Medium nè, bắt địa chỉ với IC vô. Rồi trả lời cấp cha 2-1 bằng máy. Rồi là hẹn ra một cái dòng như vậy như vậy nè các bạn. Rồi các bạn lấy liên kết chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn để nhận thêm tất cả. Tại mình làm mà máy mình bị khả dụng rồi. Này rất là đơn giản không các bạn. Thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.